Thành phố Quy Nhơn. Quảng trường. Phía trước có camera phạt nguội. Đúng là chị để buổi tối ra dạo chạy xe cho. Phía trước có camera phạt nguội. Tối tối ông om gì thế gì ạ? Quảng trường không biết sáng. Trước bốc khói luôn.
dễ quá đấy. Tí tí xíu luôn. Vậy thôi đi. Đây nó cong cong vòng vòng. Ớn quá. Đèo con co nguy hiểm cái kìa. Ừ. À, thế bé quá anh chả dám đi nữa. Không, check in nhiều quá đường. Đi được. Em xem có cái gì không? Tìm kia xem có khu gì không? Và chỉ nhờ chỉ ấy. Chỉ đường tới thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Rồi.
ngồi xuống cái ghế nè, chỗ này nó trống nè. Đấy. Đúng rồi. Đó. Xa thế. 200 cây chứ à. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Sai tỉnh rồi. Này là đi qua hai thành phố luôn rồi. Em xem lại bản đồ cho anh đi. Quy Nhơn ông nằm ở tuốt ở dưới này nè anh ơi, còn cái Bình Định nó dài sọc luôn, mà trong khi cái tỉnh thành phố nọ nó nằm ở giữa cái kia nữa, bởi vì nó phải rồi. Đúng rồi đó anh ơi, Quảng Ngãi đây, đúng bạn không thể nào được đấy. Quy Nhơn tôi Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. Về núi kia cũng ấy xa phết em hiểu không? Em xem về núi kia nó gần hơn không? Hả? Đi về núi kia xong quay lại Quảng Ngãi. Theo hình tam giác ấy. Hình tam giác à? Xem có gần hơn không? Đi trong đây. Đắk Lắk à? Đi dòng đi, không ngừng đâu. Mình đang Bình Định đúng không? Đúng rồi. Bình Định thì qua Gia Lai nè. Pleiku, Gia Lai nè. Em xem rồi, xem khoảng cách nữa nè. Gia Lai thì ra trung tâm, trung tâm thì nó rồi thành phố Pleiku đúng không? Làm sao chúng ta có thể trèo lên đó? Chỉ đường đến thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Không ngờ chầm xa mấy ghế hơn hơn được mười mấy cây thì cũng thế thì cũng thế chỉ đường đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bạn không thể đạt được đây. Ở giữa đoạn đấy là đoạn nào? Hả? Ở giữa đoạn đấy là nó không tỉnh thành bình thường huyện đúng không? Vậy nè anh, giờ cái Bình Định đây là nó hình chữ nhật. Ví dụ nó cái Bình Định là cái tỉnh của nó là hình chữ nhật. Thì cái mình ở Quy Nhơn này nè là nó nằm ở cái góc dưới của cái hình chữ nhật. Anh tưởng tượng hình chữ nhật đứng đây là bây giờ mình nằm ở một cạnh góc ở dưới cái hình chữ nhật. Còn cái tỉnh Quảng Ngãi á là nó có hình vuông. Và cái tỉnh, cái thành phố của nó là nằm ở một cái chính, ở một cái chính giữa của cái hình vuông. Cho nên dựa một góc hình chữ nhật đi lên một cái giữa hình vuông thì nó là 200 cây là phải rồi. Đây này. Dừng xe đi nè, thấy chưa? Đó, nó dài lắm. Cái thằng Bình Định này, tại vì cái thằng thành phố này nằm ở một cái góc ở dưới này nè. Nếu mà mình thấy thì mình đi qua An Lâm cũng được nè. An Lâm rồi hả? An Lâm cách xa? An Lâm của Bình Định đấy. Có anh cuối đúng không? Lúc mà nó là đoạn cuối á, giống như là thằng bây giờ.